một không khí rất tuyệt vời, và lúc này thời tiết cũng đang ủng hộ cho chúng ta đúng không nào? Những cơn mưa lắc rắc hồi buổi chiều đến giờ làm cho không khí của chúng ta mát thêm vào thôi. Và ngay bây giờ như chúng ta đã thấy, một không khí rộn ràng đang lan tỏa khắp từ sân khấu cho tới hàng ghế khán giả của chúng ta. Và một lần nữa xin cảm ơn vì sự góp mặt của tất cả quý vị và các bạn trong Áo Xanh Về Nông Thôn. Quỳnh cùng Đức Anh xin trân trọng gửi lời chào toàn thể quý vị khán giả của Vĩnh Long B. Và vừa rồi chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Việt Nam ơi với phần thể hiện của các bạn sinh viên Đức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu các vị khách quý và các vị đại biểu đang có mặt ở dưới hàng ghế khán giả của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Mười, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Bình Chánh. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Huỳnh Minh Thiện, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Bình Chánh. Xin được chào mừng đồng chí Võ Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Long B. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Thùy Dương, đại ủy viên Bí thư xã đoàn Vĩnh Lộc B. Và đặc biệt là chào mừng toàn thể khán giả của chúng ta tối hôm nay. Chúng tôi cũng xin được giới thiệu đại diện của các đơn vị tham gia biểu diễn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được giới thiệu đồng chí Trương Minh Trí, Bí thư đoàn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, Phó Bí thư đoàn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và đại diện của các thành viên đến từ đoàn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, đoàn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đoàn trường múa. Và một lần nữa chúng ta hãy dành những tràng pháo tay để khởi động đi nào. Chúng ta hãy cùng nhau khởi động cho đêm Áo Xanh Về Nông Thôn này một lần nữa nào. Tuy nhiên trước khi khởi động thì như mình mong muốn gửi đến quý vị một tiết mục khác, đó chính là nhằm chăm lo cho trẻ em nghèo trên địa bàn của xã Vĩnh Lộc B và chuẩn bị bước vào năm học mới. Thì trong chương trình hôm nay, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc B có thể hiện một cái hùng quyên góp từ thiện mà quý vị đang nhìn thấy trước mặt đây ạ. Và chúng tôi mong muốn là trong chương trình hôm nay sẽ quyên góp được thật nhiều tấm lòng vàng, tấm lòng hảo tâm của quý vị, để những phần quà này sẽ là những phần quà thật ý nghĩa trong năm học mới 2016-2017. Và một không khí của chúng ta có thể nói lúc này đó là còn có sự góp mặt của các bạn chiến sĩ Mùa Hè Xanh đang đóng quân trên địa bàn của Vĩnh Lộc B của chúng ta nữa. Và tôi nhớ rằng cứ mỗi dịp mùa hè về, từ chương trình Ánh Sáng Văn Hóa Hè năm 1994 bắt đầu, thì đến nay Mùa Hè Xanh đã thực sự lan tỏa đi các tỉnh thành cũng như tại các vùng nông thôn mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta hãy trân trọng những giờ phút này, bởi vì đó là những giờ phút ý nghĩa nhất dành cho tuổi trẻ, dành cho thanh niên. Và thưa quý vị, thật ra thì hiện nay đang trong chiến dịch đang trong dịch cao điểm của chiến dịch Mùa Hè Xanh, chúng tôi không chỉ hướng đến kỷ niệm của ngày 2 tháng 7, đó là ngày rất là tự hào 40 năm Sài Gòn Gia Định mang tên của Bác Hồ Kính Yêu, Thành phố Hồ Chí Minh, mà đặc biệt chúng ta còn hướng đến một ngày rất quan trọng trong tháng 7 này nữa, đó chính là ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ. Và chúng tôi hy vọng rằng với thùng quyên góp trước mặt chúng ta thì những món quà này là những món quà ý nghĩa cho những học sinh nghèo hiếu học, đặc biệt là năm học mới của 2016-2017. Và cho phép trước khi đến chương trình, như Quỳnh sẽ khai mở đầu tiên được không ạ? Có người khai mở rồi nhưng mà mình cũng sẽ xuống. Dạ, dạ, mình sẽ xuống ạ. Đây sẽ là những hành động, từ những hành động từ bạn như Quỳnh của chúng ta sẽ tạo ra được một nguồn động lực. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau hướng về tất cả những mục đích cao đẹp nhất, những điều mà chúng ta sẽ chờ đợi để chúng ta có thể có được một thùng quyên góp đầy những tấm lòng và cũng như đầy những giá trị vật chất để chăm lo cho trẻ em. Dạ, và như Quỳnh cũng đã nhìn thấy được rất nhiều anh chị, rất nhiều cô chú tiến đến thùng quyên góp, và hy vọng rằng các bạn trẻ của chúng ta cũng sẽ tiến tới thùng quyên góp này. Không nhiều thì ít, chủ yếu là tấm lòng để chúng ta gửi đến các bạn trẻ hiếu học, các bạn nhỏ khó khăn, để năm học mới 2016-2017 là một năm học đầy ước nguyện và chắc chắn.